Xin được chào mừng tất cả anh chị đến với bài phân tích giá vàng đi về đâu được phát sóng vào thứ hai và thứ năm hàng tuần. Và hôm nay thì chúng ta cùng phân tích xem xu hướng của tuần này như thế nào. Xu hướng ngắn hạn chúng ta có thể áp dụng được cái điều gì để chúng ta có thể tìm kiếm được những cái cơ hội đầu tư trong tuần này. Chào mừng bạn, tôi là Phạm Thành Biên, đồng hành cùng quý vị trên kênh YouTube này hơn 8 năm qua. Và có rất là nhiều cái sự thay đổi, có rất là nhiều cái góc nhìn đa chiều đến giúp cho anh chị em nhà đầu tư đang đầu tư ở trên thị trường quốc tế cũng như đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam có thêm cái góc nhìn để giúp cho anh chị có được những cái hoạt động đầu tư hiệu quả hơn, bền vững hơn. Và hôm nay thì như bình thường thì tôi cũng xin được phân tích hai cái chỉ số, đó là một là chỉ số đồng đô la index, hai là chỉ số của giá vàng. Và tập chứng tím thì bạn cần phải tìm lại video ở phía trên nhé, chứng tím ở phía trên để chúng ta có thể xem lại cái video. Còn nếu như anh chị em nào mà muốn làm việc cùng với tôi nhiều hơn thì anh chị có thể kích vào cái QR code này vào nhóm Zalo thì chúng ta sẽ nhận được nhiều thông tin hơn. Bất kỳ lúc nào tôi có thể đăng lên trên đó. Anh chị có thể nhìn lên màn hình để chúng ta cùng phân tích. Đầu tiên là chỉ số đồng đô la index. Hai ngày cuối tuần qua thì sự phục hồi mạnh của đồng đô la index đến từ những cái tin tức hỗ trợ như là tin lãi suất, như là tin dữ liệu việc làm tốt tích cực hơn và đã đẩy đồng đô la index phục hồi đến cái vùng kháng cự mà tôi cho rằng là 103 đến 103.5. Trong ngắn hạn thì đây là nhịp phục hồi từ A đi lên B và đây đã là xong cái nhịp đầu tiên. Và khi kết thúc nhịp đầu tiên thì thường có cái xu hướng test lại. Đây, đây là xu hướng test lại. Thì hai cái vùng test lại tôi đang cho rằng là 102 đến 101.5 trong khoảng này nhé. Thế vậy là trong ngắn hạn thì có thể đồng đô la index nó tạo đỉnh ở quanh ngắn hạn quanh cái vùng đỏ này và từ đây lại có cú điều chỉnh. Và từ cú điều chỉnh này thì nó lại phục hồi lên trên vùng trên này. Thế vậy là khi đồng đô la index có xu hướng như vậy thì giá vàng sẽ như thế nào? Thưa quý vị, ngày hôm qua thì tôi có hỗ trợ cho khoảng hơn 20 anh chị em làm việc cùng với tôi tại văn phòng. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau khoảng hơn 3 giờ đồng hồ với rất là nhiều các cái chiến lược. Một là tôi hỗ trợ cho anh chị các cái chiến lược về phân tích dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Hai là cái điều đặc biệt nhất giúp cho anh chị phát triển trường tồn được thì tôi có hỗ trợ một cái tuyệt chiêu, tôi phải dùng từ đúng là tuyệt chiêu quản trị vốn. Nếu như anh chị muốn sở hữu cái tuyệt chiêu này có thể join vào nhóm Zalo nhé, tôi sẽ chia sẻ anh chị nhiều hơn. Ok, tiếp tục này. Trong ngày hôm qua thì tôi có chia sẻ cho các anh chị ba cái kịch bản, mà cái kịch bản này là một trong ba kịch bản mà tôi cho rằng nó sẽ có tỷ lệ diễn ra cao nhất. Còn các kịch bản khác thì xin phép tôi không trình bày tại đây. Đây là cái nhịp mà tôi cho rằng là nhịp phục hồi đến quanh cái ngưỡng từ 1.8991 đến dưới vùng 1.910 và từ đây nó lại có sụt một cái vùng sụt giảm đến hai cái ngưỡng màu xanh. Thế vậy là ở cái đà tăng trước đây thì hai cái vùng này nó đóng vai trò là vùng hỗ trợ và bây giờ nó xuyên qua thì nó trở thành vùng kháng cự. Thế vậy trong tuần này thì tôi cho rằng là cái nhịp đầu tiên nó sẽ phục hồi từ cái vùng đáy này lên đến một trong hai cái ngưỡng này. Nếu như anh chị chọn phương án là bán thì ít nhất anh chị phải đặt cắt lỗ lớn hơn 1.910 và cái vùng từ 1.889 đến dưới 1.910 là cái vùng tôi cho rằng là vùng chờ bán. Và khi bán thì một trong hai cái ngưỡng này nó sẽ là vùng chờ chốt lãi đó. Thế vậy là trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ có hai cái vùng như vậy. Còn nhớ rằng anh chị lưu ý rằng đây là cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn, đây là nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Còn đối với nhịp dài hạn thì tôi vẫn đang nhận định như thế này đó. Nhịp dài hạn thì cá nhân tôi vẫn nhận định là đối với năm 2022 thì giá vàng vẫn là một cái kênh tăng. Còn trong ngắn hạn thì nó đang có cú điều chỉnh từ T1 về L1 đó. Còn lại là cái hai cái nhịp mà tôi vừa mới trình bày cho anh chị xong là cái nhịp đây là nhịp phục hồi ngắn hạn và từ đây nó có cú xu hướng giảm. Giảm này cũng chỉ là trong ngắn hạn. Còn dài hạn trong năm 2023 thì nó vẫn là cái xu hướng như thế này nhá. Đấy, trong 2023 thì vẫn là cái xu hướng tăng là chủ đạo và chúng tôi đang chờ cái vùng này này, đang chờ cái vùng màu xanh này này. Đấy, chờ cái vùng màu xanh này để tìm cái điểm kết thúc của thằng L1 để từ đấy mua lên. Ok chưa ạ? Kính chúc anh chị một tuần mới với nhiều năng lượng, với nhiều sự hanh thông và đầu tư và kinh doanh thì luôn đạt được hiệu quả cao nhất. Nếu anh chị muốn làm việc cùng với tôi thì bấm subscribe kênh của tôi, bấm vào nút chuông để tất cả những cái video của tôi đang ở nhiều khung giờ khác nhau. Anh chị lưu ý nhé, tôi đăng video nhiều khung giờ khác nhau. Cho nên là cần phải subscribe kênh, bấm nút chuông để bất kỳ video nào tôi chia sẻ liên quan đến kinh doanh, liên quan đến đầu tư và các kiến thức khác thì anh chị đều nắm bắt được. Kính chúc mừng anh chị một tuần mới làm việc hiệu quả và đầu tư thành công. Xin chào và hẹn gặp lại ở các cái video tiếp theo.